Thắng Cá Mập chào các anh em nha. Tôi Đức Vượng xin chào các anh em nha. Các bạn ơi, thì bây giờ ấy, tôi với thằng Cá Mập sẽ đi tiếp tục gọi là xử lý cái thằng con lợn này các bạn ạ. Thì hôm qua ấy, là anh em tôi đang đi có việc mà thằng con lợn này nó gọi điện, nó chửi, nó xúc phạm anh em tôi. Thì là cái thằng con lợn này là thằng Lào, thì bây giờ tôi sẽ nói cho anh em biết nhá. Cái thằng này ấy, thì là nó chuyên gọi là cho đàn em của nó đi thu tiền, gọi là xin đẻo tiền, gọi là bảo kê của các em học sinh sinh viên mà đi qua khu xóm nhà nó các bạn nhé. Đấy, cứ đi qua là nó: em ơi cho anh xin mấy đồng mua bao thuốc, hay là cho anh thu cái tiền này tiền kia, đi qua đường làng anh là kia đấy. Anh em tôi lần trước ấy thì đã băm thằng này một trận rồi và quay lại cái clip, thì là đấy nó ăn năn hối cải, nó xin là anh em tôi tha rồi các kiểu này kia, không làm thế nữa. Mà bây giờ nó xem cái clip đấy, thấy trên mạng cái kiểu ấy, thì nó gọi điện nó chửi thẳng anh em tôi luôn. Thì thực ra ấy là anh em tôi đăng clip ấy lên để cho tất cả mọi người, hay là chị em sinh viên hay là anh em sinh viên biết là cái thằng này là thằng nào, và tránh ra cái khu đường ra, đi những cái đường khác các bạn nhá, để không bị nó gọi là xin đẻo tiền các kiểu này kia đấy anh em ạ. Thì nó gọi điện nó xúc phạm, nó chửi anh em tôi, nó đe dọa anh em tôi nếu không xóa clip thì như này kia. Thì hôm qua anh em tôi ấy đã gọi điện cho nó, bảo nó ra gặp trực tiếp, thì nó bảo nó bận hết lý do này lý do kia. Nó hẹn anh em tôi hôm nay là một cái lịch là 3 giờ chiều gặp, thì là tôi bảo nó là tốt nhất ra chỗ cũ mà hôm anh em tôi băm nó thì ra để nói chuyện cho đàng hoàng, mày thích xóa clip hay như nào thì ra đây nói luôn. Thì thực ra anh em tôi ra muốn gặp nó để xem là nó như thế nào, chửi xúc phạm anh em tôi thì anh em tôi nói chung là không chịu được các bạn ạ. Thì bây giờ trước khi đi tôi sẽ gọi cho thằng con nợ này xem nó như nào, hay là nó lại lý do lý chấu như hôm qua, nó nhiều việc này kia, nó bận anh em nhé, xem có nhắm ra không mà chửi anh em tôi chẳng ra gì luôn. Alo. Này, nói chung ý là cái cuộc hẹn 3 giờ hôm nay ý, mày nhớ chưa? Còn có 5 phút nữa là đến giờ rồi. Con nói mày thằng nào ấy? À thằng mày phải thằng Đức Đức Vượng với thằng thằng Cá Mập kia đấy không? Tao nói cho mày biết, hôm qua mày gọi điện mày chửi tao, mày xúc phạm anh em tao chẳng ra gì, bây giờ mày hỏi tao là thằng nào? Mẹ bố mà chưa xúc chúng mày, mày mẹ đang tìm chúng mày đấy. Này đang tìm, vừa hôm qua mà tao mẹ xuống xuống tận trường đây các kiểu thì bảo là bận này kia các kiểu, bây giờ lại bảo đang tìm. Làm sao bây giờ có ra không? Hẹn thì hẹn rõ rồi. Bây giờ ấy bọn tao đến ngay gần đấy rồi. Bọn tao chỉ cần đi bộ ra tầm 2 phút là đến. Mày đến chưa? Tao nói thật này, tao cho chúng mày một cái cơ hội nữa nhá. Chúng mày thì phải xóa ngay cái clip đấy thì bố mày thì phải tha cho. Này, tao nói lại, khẳng định lại mày này. Riêng ý, đéo gặp được mày ý, đéo giải quyết rõ cái vụ việc mày chửi mấy xúc phạm anh em tao ấy, thì cái clip đấy đéo bao giờ được xóa, hiểu chưa? Bây giờ ấy, tốt nhất là ra ăn năn hối cải, xin lỗi bọn tao còn xem lại cho, hiểu chưa? Cứ còn già mồm ý, thì mày còn lo đòn. Bố mà chưa thì phải xiên chúng mày may ý ấy. Bây giờ chốt là có nhắm ra hay không, hay là bận? Bố mày đang ở đây rồi này. Hả? Có ra không? Mày đang ra rồi con chó nhá. Lại đang ra. Mày đang ra chưa? Bây giờ tao đi bộ tầm 5 phút là tao có mặt đấy rồi. Đúng giờ luôn. Ôi, đang gọi gầm 9.000 anh em ra thì phải xúc cũng mày ơi. 9.000 con mẹ mày nổ à? Đéo biết là 9.000 hay 10.000 hay 30.000, nhưng mà có ra không? Bố mà còn nói thật với mày ấy, hôm nay ấy mà mày đéo ra ấy, tao tìm đến tận nơi luôn. Anh em mày gọi là ở trong cái nhà nào các kiểu mà chuyên đi ra thu tiền bảo kê ở cái khu đường đấy, tao biết khu ấy rồi. Mày muốn ra tao tìm tận vào khu đấy, nghe chưa? Chúng mày thì mày thích giang hồ ra phải không? Bọn tao đéo giang hồ, tao vào ấy muốn xử lý dứt điểm cái vụ việc mày chửi bọn tao thôi, hiểu chưa? Dứt điểm thì chưa dứt được đâu, thì mẹ chúng mày còn bị xiên, bố mày xiên nhiều, chưa dứt được đâu, chó. Xiên nhiều á? Bao nhiêu phút nữa mày đến nơi? Chờ bố mày 3 phút nữa bố tới nơi. Bây giờ bọn bố mày ra luôn chờ mày, con lợn ạ. Được, con chó ạ, ra đi, bố mày ra luôn chó ạ. Thế các bạn ơi, thì là anh em mình đã thống nhất được thằng con lợn này là ra đúng giờ các kiểu anh em nhá. Thì hôm qua hổ báo này kia, hôm nay vẫn như thế, không có gọi là thái độ ăn năn hối cải hay gì cả. Bây giờ anh em mình sẽ ra cái địa điểm đấy để xem là anh em mình xử lý thằng này, bắt thằng này xin lỗi anh em mình như thế nào nhá. Thì anh em mình khả năng là nếu mà nó ra ấy, nó còn thái độ này thì chắc chắn là thằng con lợn này ăn sút rồi. Còn clip anh em mình sẽ không xóa, còn ra mà biết xin lỗi anh em mình ấy thì khả năng anh em mình thông cảm cho, anh đấy. Em mình còn tạo cho cái cơ hội mà đi làm việc ăn lương thiện, chứ còn cái riêng cái việc mà đi xin tiền của học sinh sinh viên đấy là không còn thực hiện nữa anh em nhé, triệt để luôn anh em. Bây giờ mọi người cùng đi theo anh em tôi để gặp thằng con lợn nhá. Đây các bạn ơi, thì là anh em mình ấy đã đến cái điểm hẹn của anh em mình hẹn thằng con lợn rồi, thì bây giờ là chờ quá 3 phút vẫn chưa thấy thằng con lợn đâu anh em nhá. Thì bây giờ anh em mình sẽ gọi luôn cho nó, nó bảo là 9.000 hay 10 hay mười mấy nghìn anh em, nó chưa thấy thằng nào anh em nhá. Về chú gọi nó xem nào. Đây, đây là tôi gọi cho nó ra xem tình hình thái độ như nào anh em nhá. Con lợn này có ra hay không ấy thì biết điểm, ra hay không thì nói, còn là nếu mà công mất việc anh em mình ra run thì tốt nhất là im mõm mà xin lỗi anh em mình đi.
Đấy mẹ, không bắt máy nữa anh em ạ. Đùa máy bận thôi anh em ơi. Cứ gọi lại nào. Tí anh em mình sẽ đặt máy quay vào cái chỗ kia anh em nhé. Để thằng con lợn này ra anh em mình băm nó. Hello mấy con lợn này. Bố mày đang bận một tí. Bận đi khất mẹ em mày bận. Mày tắt máy à? Này. Bố mày nói mày bảo bố mày đứng ngay chỗ đấy luôn. 5 phút có mặt mà bây giờ mày quá 3 4 phút rồi đấy. Quá 4 phút á? Thì tao thấy thì mày mới 2 phút hơn tí. Mày đã bảo con mẹ à mày. Mày đàng hoàng con người vào. Nghe chưa? Thế thật sự mày đến chưa? Bây giờ mày hơi muốn tìm cay mày đấy. Bố mày hơi cay mày đấy. Bây giờ mày muốn tìm bọn tao hay là tao tìm bọn mày ấy? Hả? Bố mày đang truy sát chúng mày. Truy sát chúng mày mà sao bố mày lại đi tìm mày là như nào? Hả? Thế mày muốn xóa video không? Đúng rồi, đến thằng kia bố mày ra. Này, chúng mày đến thật chưa? Thế thôi, bố mày về, tao cứ xóa chứ cái đéo gì cả. Này. Thích thì đến tìm nhà tao. Đứng yên đấy, chờ 2 giây nữa. Có ra không? Bố mày đang chuẩn bị ra rồi. Bao nhiêu phút nữa? Hả? Đang đứng ở đây rồi. Đang đứng ở đúng cái trường đấy rồi. Chờ ra đây. Vào chỗ chúng mày thôi. Mày nhìn bọn tao ấy, một thằng mặc áo trắng đeo kính đen nhá, một thằng mặc áo xanh, nhanh lên. Nhanh tao lên. Áo trắng đeo kính đen, tao nhìn ở trường này như tao đến cổng trường mà. Thấy toàn đi áo trắng áo đen rồi. Nhưng mà chưa thấy thằng đeo kính nhỉ? Này, tao nói mày ấy, cái chỗ ấy mà hôm bọn tao sút mày ấy như con chó ấy, mày có nhớ không? Mẹ em nó xỉn chục bố mày, ăn chó ấy. Đứng ngay cái chỗ mà mày quỳ chúng mày xin vào tao ấy. Đứng ngay cái chỗ đấy à. Mẹ mày mồm không? Ăn chó à. Lệch hay không thì đéo biết. Mày sao đây mà sút này, ra đây sút nó mồm lệch này. Để chờ bố tí nhá, bố đang đi tìm đối tượng đi mẹ mày. Đeo những áo đen nha, áo trắng nha, chó nha. Để chờ bố một giây nữa. Nhanh cho mẹ mày lên. Bố sắp tìm rồi chúng mày rồi. Chứ em mới thích kiểu như mệt mỏi với thằng lồn này chứ nhỉ. Đấy anh em ạ, thì là thằng lợn ấy, nó bảo nó đến đây rồi, có kiểu mà bây giờ anh em mình đứng thêm 2 phút vẫn chưa thấy mặt con lợn đâu anh em ạ. Mình không hiểu là thằng này là hẹn anh em mình kiểu cái gì. Còn bây giờ ấy, nó không đến ấy, thì khả năng là bây giờ anh em mình sẽ ra trực tiếp cái chỗ mà khu đường mà nó làm việc, anh em làm việc ấy, để anh em mình xem là có thằng nào anh em nó hay là chính là nó không, anh em mình băm luôn ấy. Không phải hẹn nó ra đây làm gì cho nó mọi người đấy. Mẹ chính mồm nó hẹn này kia các kiểu mà bây giờ không nhắm ra. Không bắt máy à? Máy bận con mẹ luôn anh em ạ. Thôi anh em mình mọi mất công rồi, thôi. Bây giờ nó mà không nghe ra đi băm luôn. Tìm đến tận chỗ nó luôn. Không phải nói nhiều nữa. Gọi điện thằng chó này nghe mệt mỏi thế. Không nghe máy anh em ạ. Máy bận luôn, tắt máy luôn. Hai phát máy bận đấy. Này mày bảo mày đến rồi mà tao chờ mày hơi lâu rồi đấy. Mày bị lão mày bị phẳng à? Hả? Không lép nhăn à? Phẳng không? Con bố mày bảo là ra cái chỗ hôm trước bọn bố mày sút mày như con vịt bị. Bố đang bận tí rồi. Cái gì? Bố đang bận có chút công việc nói chưa đến chỗ chúng mày. Rồi, anh tắt đi. Mày không nói với thằng này gì đấy. Mày ngày mai. Con mẹ à mày. Không hẹn cái con cặc. Mày chơi anh em tao hơi cay đấy. Tao nói mày này. Mày đang bận một tí. Mày nghỉ con mẹ mày thu tiền bảo kê sinh viên ở chỗ ấy đi nhá. Bây giờ bận ngắm gái. Tìm gái cũng chỗ bố mày đời, bố đang ngắm nhá. Ngắm gái hay không bố mày đéo biết. Tốt nhất ấy là bây giờ chạy đi trốn đi con lợn ạ nhá. Mẹ mày cái mồm vừa há ra vào 9.000, 10.000 anh em cuối cùng đéo có thằng nào đến cái mặt lợn mày đéo dám đến. Đùa mày cái mặt mày chỉ đáng mặt con chó thôi hiểu chưa? Chỉ đáng mặt con chó thôi. Đi mẹ mày đéo uy tín bằng con chó. Đéo uy tín bằng con chó luôn nhá. Đúng ngày mai chứ tao đúng ngày mai. Mày đéo ngày mai đâu, bọn bố mày ra tìm mày luôn đây này, đéo ngày mai đâu nhá. Thế nhá. Trốn đi. Nhá. Lợn nhá. Ui tôi tắt cái sủa đi, mẹ thằng lồn này sủa. Các bạn ơi, thực ra mõm vãi. Thánh mõm rồi anh em ạ. Đấy nó bảo nó đến rồi cuối cùng là bây giờ nó bảo nó đang bận ngắm gái này kia. Anh em mình đéo biết thằng này nó nghĩ gì luôn. Hôm giờ anh em mình sút nó như thế mà bây giờ nó vẫn không sợ anh em nhé. Thì bây giờ anh em mình sẽ đến luôn cái chỗ mà nó chuyên gọi là làm kiếm ăn cái kiểu đấy. Để anh em mình xem là có thằng nào em nó hay là chính mặt nó để bắp nó luôn anh em nhé. Bây giờ khả năng đi tìm mày luôn. Hả? Đi anh em mình ra đi tìm nó luôn.
Đấy, chứ bây giờ để thằng này như này không được. Một là anh em mình ấy lần trước đã thông cảm nó rồi, đăng cái clip lên ấy để cho tất cả mọi người biết cái bộ mặt thật của thằng này, để cho nó đi kiếm cái công việc khác lương thiện nó làm thôi. Mà bây giờ vẫn tiếp tục là đi thu tiền bảo kê của các em học sinh sinh viên, xong bây giờ còn gọi điện rồi đe dọa anh em mình này kia. Nếu thằng này ngay từ lúc đầu ấy mà gọi điện là anh ơi em biết lỗi rồi này kia ấy, để xóa clip thì anh em mình sẵn sàng xóa ngay. Đấy, bây giờ gọi điện chửi anh em mình cũng hẹn liếc các kiểu mà không ra. Anh em hãy tìm tận nơi để tìm gặp cái thằng này nói chuyện cho rõ ràng vụ việc này. Mọi người đi theo anh em mình để xử lý vụ việc nhé. Ok.